Hello, xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại đến với kênh YouTube của mình. Nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh em khắc phục cái con chuột laptop á, nó bị lỗi. Thì anh em cách thứ nhất thì lúc anh em không lung lay được cái con chuột bay ở trên đây nè, mọi người thấy nè, coi nè, mình không lung lay được nha. Nè, bình thường nha. Đây là con chuột nha, đây nè mọi người. Đó, con chuột nè, không thấy nó lung lay được đúng không? Rất là đơn giản, một cách khắc phục rất là đơn giản thôi. Ok, các anh em hãy xem mình nha. Ok, đây là mình đã quay vô cái bàn phím laptop của mình rồi. Đây là trên bàn phím đây đúng không? Đây nha mọi người, mình sẽ lung lay nha mọi người nè, không thấy nó chạy đúng không? Ở trên con chuột bay á, con chuột bay của máy tính á, nó không chạy được đúng không? Rất là đơn giản, thì anh em bấm cho mình cái phím FN với cái phím F7 để bật con chuột bay. Cái đó để anh em coi nè. Bây giờ mình sẽ lung lay cho các anh em xem nha. Ok, như vậy mình đã cho các anh em xem nè. Ok, mình lung lay nha. Wow, bây giờ lung lay lại được rồi đúng không? Rất là đơn giản. Thế cách khắc phục cho các anh em khi các anh em không cần sử dụng chuột nữa. Đây nè, con chuột mình đang sử dụng nè. Thấy nha. Mình sẽ tắt cho các anh em xem nè. Mình sẽ bấm phím FN với F7 ở trên cái máy tính Acer của mình cho mọi người xem nè. Đó, vẫn lung lay được con chuột nha. Mình đang sử dụng con chuột này nè. Đó, mình lung lay cho mọi người xem nè, rất là đơn giản thôi. Đó, mình đang lung lay nè, từ đây nè mọi người. Đó, mình đang đang lung lay con chuột cầm tay của mình nha mọi người. Con chuột là điều khiển từ xa của mình. Đó, mình đang sử dụng con chuột nha. Bây giờ mình sẽ tắt đi. Ok, bây giờ mình sẽ tắt luôn nha. Mình rút cái cục pin ở trong cái con chuột bay này ra. Rồi, xong. Giờ các anh em coi lại mình nè, mình không kết nối, mình sẽ không sử dụng cái con chuột bay này nữa nha. Mình sẽ không sử dụng cái con chuột không dây này nha mọi người, không phải con chuột bay. Cách thứ đó là mình hướng dẫn cho các anh em xem á. Bây giờ mình lung lay đây, bây giờ mình sẽ bỏ con chuột này ra và các anh em coi nè, mình sẽ lung lay không được luôn nha mọi người, không lung lay được nha, không lung lay được nha, coi nè. Nó mình không lung lay được luôn đó. Bây giờ mình đang lung lay bằng con chuột bay của laptop đó. Khi các anh em bị cái này nè, thì bị tình trạng như thế này là các anh em bấm vô cho mình cái phím F7 nha. Đây là mọi người, FN. Mấy các anh em thì cho mình là cái phím FN đó, phím FN với F7 là các anh em bật được rồi đó. Bây giờ mình rất là đơn giản đó đúng không? Đó, các anh em giữ phím FN rồi sau đó các anh em bấm phím F7 là được, là cái máy tính anh em trở lại bình thường và điều khiển được con chuột bay ở trên laptop. Ok, như vậy thôi. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Nhớ like và subscribe và ấn đăng ký kênh và nhấn chuông phía dưới để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Bye bye. Bây giờ mình sẽ cho các anh em xem lại cái phím hồi nãy mình chỉ cho các anh em nha. Và mình sẽ xin tắt máy luôn. Đây nè, mình sẽ hướng dẫn cho mình sẽ chỉ cho các anh em nha. Các anh em bấm vô cho mình cái phím FN FN và sau đó các anh em bấm cho mình cái phím F7 ở trên đây nha mọi người. Thấy cái biểu tượng cái hình tròn nó gạch ngang qua và trên cái này là khóa, cái này là gọi là khóa lại nha mọi người. Đây nè, mình khóa lại nè. Nè, mình đang bấm phím F7 nha, bấm vô khóa lại nè. Đó, vậy mình khóa nha. Rồi xong, không điều khiển được nha mọi người. Mình đang cởi chừng nên là mình sorry mọi người ha. Ok, không sao hết. Ok, miễn sao mọi người xem được rồi, mình cả sorry mọi người ha. Bây giờ mình sẽ bấm phím FN với phím F7. Phím FN với phím F7 để cho nó lên nha. 2 3. Ok, bấm rồi nè. Lên được nha. Đó. Đó, giờ nó điều khiển luôn nha mọi người. Giờ điều khiển được luôn rồi nha. Ok, như vậy thôi. Các bạn anh em.